Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ireland vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương, tức 2 giờ 45 phút theo giờ Hà Nội, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay Orly, thủ đô Paris, tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron. Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương, tức 2 giờ 45 phút theo giờ Hà Nội, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay Orly, thủ đô Paris, tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Có mặt tại sân bay đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn cấp cao Việt Nam, về phía Pháp có Bộ trưởng Tư pháp, trưởng Ấn Didier Michel, Phó tỉnh trưởng Jeff Borsi, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, Chỉ huy trưởng lực lượng hiến binh, Chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát cửa khẩu, Cục trưởng lễ tân Maria Maura. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Phu Nhân, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Pháp. Dự kiến tại Paris, Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ dự lễ đón chính thức do Tổng thống Pháp và Tổng thư ký Pháp ngữ chủ trì chào mừng các trưởng đoàn tham dự Hội nghị Pháp ngữ lần thứ 19, dự phiên khai mạc toàn thể Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, dự và phát biểu tại phiên chủ đề Thách thức của công dân Pháp ngữ trong kỷ nguyên số, tiếp xúc song phương, nguyên thủ một số nước, tiếp và chứng kiến lễ trao văn bản hợp tác của một số tập đoàn kinh tế, dự lễ khai trương Biển Đông mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ đón chính thức do Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Le Cornu chủ trì, dự hội đàm chiêu đãi với Tổng thống Pháp, tham dự và làm việc với Tổng giám đốc UNESCO, hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp cùng nhiều hoạt động song phương và đa phương khác.